Ngày 12 tháng 4 năm 2021, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam liên quan đến nghi phạm Hoàng Văn Tấn để tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Hoàng Văn Tấn, 26 tuổi ở thôn Lim, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã bị tổ công tác liên ngành bắt giữ 23 giờ ngày 9 tháng 4. Bước đầu, Hoàng Văn Tấn khai nhận đã được một tài khoản liên lạc nhờ lên Cao Bằng đón một nhóm lao động người Trung Quốc từ Cao Bằng về khu công nghiệp Vân Trung thuộc tỉnh Bắc Giang, cùng người dẫn đường tên là Lý, với tiền công 1 triệu đồng một người. Trên đường đi, Tấn được nhiều người liên lạc bằng số điện thoại khác nhau. Khi còn cách biên giới khoảng 1,5 km, Tấn được yêu cầu quay đầu xe và chờ đợi. 23 giờ ngày 9 tháng 4, một người đàn ông lạ mặt dẫn theo 8 lao động Trung Quốc giao cho Tấn để chờ về Bắc Giang. Trên đường về, Tấn bị lực lượng bộ đội biên phòng công an bao vây bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, 8 đối tượng người Trung Quốc khai nhận được hướng dẫn đi theo đường mòn biên giới để vào địa phận Việt Nam.